Ngày 23 tháng 6, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng đã tổ chức thực hiện Ngày Môi trường Quân dân với các hoạt động khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, thi công tu sửa phát quang đường nông thôn mới tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tại trạm y tế xã Long An, gần 300 người dân trên địa bàn đến khám bệnh đều được đội ngũ y bác sĩ của đơn vị Tổng cục Kỹ thuật tiếp đón thăm khám chú đáo. Là một cựu chiến binh, ông Nguyễn Đức Thuận có sức khỏe yếu, thường xuyên bị đau ốm. Nay nghe tin có đoàn khám chữa bệnh miễn phí, ông có mặt từ sớm. Tại đây, ông Thuận được các bác sĩ vừa khám, cấp thuốc miễn phí, vừa tư vấn cho ông cách chăm sóc sức khỏe. Hôm nay tôi được mời ra đây khám bệnh, nói chung là các bên về khám rất đầy đủ, bệnh tật chuẩn đoán đúng và các bác sĩ cấp thuốc tôi rất đàng hoàng, tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn. Trong dịp này, hơn 100 cán bộ chiến sĩ kho kỹ thuật 580, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật phối hợp với đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương tham gia phát quang, làm sạch hơn 2,2 km đường giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng, san lấp 30 khối đất đá, nâng cao sân trường mầm non xã Long An, góp phần cùng với nhân dân tạo nên diện mạo mới cho địa phương thêm xanh, sạch đẹp. Về cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, có nội dung sức xây dựng nông thôn mới, thì chúng tôi tổ chức rất nhiều các hoạt động góp phần vào cùng với nhân dân địa phương nơi địa bàn nông quân để xây dựng đời nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, xây dựng cái môi trường xanh sạch đẹp cho nhân dân và gắn kết mối quan hệ giữa đoàn kết giữa nhân dân địa phương với các đơn vị nông quân trên địa bàn. Long An là xã đang trong giai đoạn phát triển nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai. Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Kỹ thuật là nguồn động viên to lớn với bà con nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần, đồng thời góp phần thắt chặt thêm tình cảm gắn bó quân dân giữa các đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong quá trình chung tay xây dựng nông thôn mới. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.